Ngộ không đi anh dài đẹp trai. Đó, có cái chữ đẹp trai là ưu tiên làm trước nha anh em. Một cái quả kèo sốc sát thương cho một cái vị tướng mà vốn dĩ nó đã là sốc sát thương rồi. Và đừng quên để lại một đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo cho những video mới nhất trên kênh của mình. Nãy thì cũng là phát gậy đầu tiên chúng ta chưa ra chí mạng, còn bây giờ ra chí mạng nó sẽ là 12.574 sát thương. Một cái con số rất là lớn. Và tiếp tục phát thứ hai chúng ta có là 12.553. Cuối cùng chúng ta sẽ test sát thương lên người vị tướng Xeo Nát level 15 và một gậy Xeo Nát trắng máu.